Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hacom. Và trên bàn của mình đây đó chính là CPU i9-12900K. Anh em biết đấy, thì vị vua của gọi là hiệu năng nhưng mà cũng là chúa tể của nhiệt độ. Nhiệt độ nó rất là nóng. Và anh Tuấn Anh đã nói rằng là ok, chỉ có IKL360 có thể làm mát được cái CPU này. Thì hôm nay mình cũng gọi là tiện thời test luôn, gắn vào một chiếc vỏ cây ITX như này. Đây chính là O11 Dynamic Mini. Và xem là liệu rằng là cái combo này gắn vào đây nó có hoạt điện được không, nó có chạy ở mức nhiệt tốt hay không, và liệu rằng ITX có phải là dành cho những cái cấu hình thấp hơn hay không. Chúng ta hãy cùng thử xem nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ có ở đây đó chính là CPU rồi nhá. Mình sẽ để qua một bên. Thì mình sẽ tiếp tục có đó chính là chiếc mainboard Z690G. Đây là một trong những chiếc mainboard gọi là MATX tốt nhất hiện tại, với cái thiết kế của nó này cộng với cả bộ VRM và những tính năng mà nó đem lại, những cái phần mềm. Mình thực sự rất là thích những chiếc mainboard của Asus, tại vì là thứ nhất là về cái vẻ ngoài là một này, thứ hai là về cái phần mềm nó đi kèm nữa. Ví dụ như là Aura thì chúng ta sẽ có đây, socket 1007 này cộng với cả 4 khe DDR5 anh em nhé. Và tức là anh em phải sử dụng RAM DDR5. Tất nhiên rồi, mình đã có một cặp RAM 32GB ở đây. Bây giờ mình sẽ cất tạm vào. Bây giờ thì mình sẽ gắn CPU i9 vào. i9-12900K. Bây giờ thì những chiếc CPU i9 này đang được bán rất là nhiều tại Hacom chúng mình, bởi vì là thứ nhất là cái sự chênh lệch về hiệu năng, và đồng thời một cấu trúc mới nữa. Một điều mà mình cảm thấy anh em nên cẩn thận với cả cái socket mùa này đó chính là thứ nhất là cái vị trí căn socket nó đã hơi khác một chút rồi, và cái chân socket này thì ui dồi ôi, đấy, rất là nặng. Mình không biết sao nó nặng như thế nhưng mà thực sự nó cực kỳ là nặng luôn. Để mình phải cẩn thận một chút nha. Đấy, rồi. Xoài, đấy, rất là bó cẩn. Tiếp theo này là RAM đúng không? DDR5 Vengeance. Đây là kit hàng đây. Engineering Sample. Tức là đây là một cái kit từ nhà sản xuất luôn. Cái kit này thì hơi tiếc một chút là mình đang có mỗi hàng sample này ở trên showroom, ở trên văn phòng của mình thôi. Cho nên là mình phải lắp tạm. Và cái kit này thì là một kit màu đen tuyền. Đây là một kit 32GB, tức là hai thanh 16 này, bus là 5200 và cast là 38. Đấy, úi dồi. Bây giờ thì đã xong về CPU, về RAM rồi, thì mình sẽ tiếp tục đó chính là SSD. Mình sẽ gắn vào khe đầu tiên, tại vì những cái khe đầu tiên này sẽ là nơi mà nối trực tiếp với cả CPU. Đồng thời là nó sẽ có băng thông cao nhất trong tất cả những khe NVMe nếu mà được ưu tiên. Khá là đơn giản. Ở trên chiếc mainboard này thì sẽ có là hai lầm tản nhiệt nhá, tức là tản nhiệt ở phía dưới này cộng với cái tản nhiệt phía trên này. Đấy, và cái chip nhớ cái này thì sẽ có một mặt thôi, tiện quá. Tiện cũng không cần thiết lắm, nhưng mà thế nên là mình sẽ không bóc được, bởi vì nó không quá là cần. Gen 4, đây. Cái khe trên là Gen 4 và mình sẽ lợi dụng được hết 100% cái hiệu năng ở trên cái khe này. Và một cái điểm mà mình thích ở chiếc mainboard Asus đó chính là cái hệ thống gắn của họ. Đấy, xoáy vào này, xoáy vô. Đấy, giữ dễ dàng, quá là đơn giản. Tiếp theo này, nếu mà câu chuyện là anh em sẽ nghĩ là lắp vào trong vỏ cây đúng không? Thì hơi khác một chút, tại vì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là tản AIO của IK. Đây là AIO Elite 360DRGB. Tức là chúng ta sẽ được tặng rất là nhiều các quạt này. Rồi, và tất nhiên rồi thì để gắn vừa với những chiếc main của dòng socket 1007 đúng không? Thì đầu tiên này là chúng ta sẽ phải có những cái ngàm chuyển đổi. Đấy, từ nghìn sang 1007 này, ngàm cho 1007 này. Nhưng một điểm hay hơn nữa là của chiếc mainboard Asus, tất cả những chiếc mainboard Asus trong đời này không, nó sẽ có hai lỗ cho 1002 và 1007. Tức là anh em có thể sử dụng cái tản nhiệt cũ cũng được, thoải mái luôn. Nhưng bây giờ mình sẽ dùng 1007 cho gọi là tương thích 100% nhé. Bây giờ thì lắp vào trong vỏ cây thôi nhỉ. Dọ bớt qua chứ nhỉ. Ok, vỏ cây của chúng ta đây là vỏ cây O11 Dynamic Mini. Thì hôm nay là mình không lấy được phiên bản trắng hoàn toàn, thế là mình phải lấy phiên bản hơi trắng thôi. Rồi, sau khi mình tháo ra thì có rất là nhiều các chỗ để cho mình có thể gắn mainboard vào. Và cái này anh có thể đổi cả layout cơ nếu mà anh em muốn, để có thể lắp cái tản nhiệt nước vào. Theo như mình thấy thì đây thì là mình muốn lắp cái rad ở bên trên này. Và nếu mà mình mà lắp cái main vào luôn ấy thì mình sẽ rất là thiếu chỗ để lắp rad vào. Nên bây giờ mình sẽ chuyển layout một chút. Công nhận là cái main, cái vỏ cây này nếu mà anh em lắp ATX, MATX ấy, thì sẽ bị có vẻ như là thòi cái phần đằng này ra và nhìn nó hơi bị xấu một chút.
thì nó không được đẹp như mình mong chờ từ một chiếc vỏ cây Lian Li. Thế nên là nếu mà anh em lắp bộ như này thì anh em nên lắp y tế cơ thì là hợp lý. Ok, bây giờ nhưng mà bình thường đến công đoạn này thì mình sẽ lắp nguồn, nhưng mà hôm nay thì mình muốn gọi là làm mới bản thân một chút nên mình sẽ lắp rát trước để mình xem các câu chuyện nó sẽ như thế nào. Rồi, ok, bây giờ thì mình đã lắp xong tất cả các front panel cộng với cả các quạt. Thì bây giờ sẽ là cam hình nhá. Mình ở đây đang có là 3080 phiên bản TUF OC Edition. Nhưng mà đây là cạc LHR, thế nên là anh em sẽ không tìm được cạc FHR đâu. Ui da, thế là bình thường là có logo TUF đây nhỉ? À, logo ASUS đây nhỉ? Bruh. Quê thế nhỉ? Asus TUF 3080. Bây giờ thì mình sẽ gắn rô qua. Rồi, đấy. Bây giờ thì gắn thêm cái nguồn PCIe thôi. Thế là xong rồi. Thế là bộ PC này có thể nói là đã xong. Soon after. Bây giờ thì mình đã đặt một chiếc màn hình lên trên này để mình chuẩn bị test. Thì cái đường dây của cảm hình này đây mình thấy hơi xấu. Tại sao các bạn biết không? Thì vì cái nguồn này nó cái dây ngắn quá. Thế nên là mình bắt buộc phải để như này. Cho nên mà mình để xuống dưới hay là để lòng xuống đây sẽ không thể đào được. Và bắt buộc này nhá. Thôi. Nên là bây giờ để có thể gọi là chính xác 100% nhìn về độ thì mình sẽ đóng hết tất cả các khung kính vào để có thể đảm bảo được ra kết quả chuẩn nhất cho một cái vỏ cây nhá. Rồi, sau khi mà mình lắp tất cả những cái tấm mặt trên này, hai tấm kính này và phía mặt sau thì bây giờ mình cùng thử bật PC này lên nhá. Vâng, có vẻ như là đã khởi động rồi, nhưng mà xem có vào Windows không thì là một vấn đề khác. Thì hãy trong lúc mà cái PC đã khởi động thì mình hãy nói chút về những cái lựa chọn mà mình đã nói về trong này đi. Thì đầu tiên là mình sẽ đang là cho gió thổi xuống. Tại sao mình chọn cho gió thổi xuống? Tại vì mình không muốn cái rad này nó hít những cái khí nóng từ chiếc cạnh màn hình này. Và mình đang muốn gọi là tạo cơ hội tốt nhất cho cái rad này có thể cân được chiếc i9-12900K này. Và một cái điểm tiếp theo nữa đó chính là mình cũng đang để hơi hở ở đây để cho có thể có nhiều khe hở nhất cho gió giúp dễ dàng nó thổi ra và giúp cho tản nhiệt có thể thở tốt hơn. Nhưng tất nhiên rồi, anh em có thể che lại cái này bằng cái khung lúc nãy mà mình để ở đây ấy. Rồi, có vẻ như là đang vào được trong BIOS rồi, mình vào setup nhá. System post in. Rồi, ok. Thì ở trong BIOS đây mình đã chỉnh lên cho đến là lên XMP1, tức là DDR5-5200, bus 5200 và cast là 38. Tiếp theo này mình sẽ chỉnh cho multi-core enhancement lên phá bỏ một giới hạn đi để cho CPU i9 này chạy ở mức cao nhất mà không cần phải ép xung. Rồi, save, change and reset. Ok. Chiếc card màn hình ở trong đây thì là 3080, thế nên thì mình sẽ chơi khá là nhiều cái tựa game nặng đấy. Thì mình sẽ có hai tựa game tương đối là ổn, gọi là sát thủ phần cứng khi mà nói về các tựa game online, đó chính là Warzone là một, thứ hai là Apex Legends. Thì mình đã cắm sẵn cái dây mạng rồi, nên là chúng mình sẽ chơi game nhá. Ok, đã vào trong Windows 11. Thì điều đầu tiên mà mình muốn test đó chính là cái vấn đề về nhiệt độ của cái bộ PC này. Thì khi mà mình chưa làm gì cả thì mức nhiệt độ của chiếc CPU đã rơi vào khoảng tầm 30 mấy độ rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử, hiện tại là đang ở 4.9 này, 4.9 tất cả các xung đúng không? Tất cả các nhân mạnh này, thì bây giờ mình sẽ optimize now, tức là tăng khoảng tầm 0.1 lên. Đấy, I agree. Đấy, sẽ cái phần mềm này sẽ tự động đẩy xung của cái cạc. Đây, đấy. New on-call frequency là 5.0 rồi. Và bây giờ thì mình sẽ test bằng phần mềm nào bây giờ nhỉ? Xem là mình có cái gì ở đây không? Thì sau khi mà mình optimize cái bộ máy này lên, cái phần mềm tự optimize lên, thì mức xung 8 nhân mạnh đã lên là 5.0 và mức xung của 8 nhân yếu đã lên là 4.0 rồi, và sẽ giúp cho anh em có thể đạt một mức hiệu năng cao hơn. Nhưng mà mình không biết được rằng là cái mức hiệu năng như này thì nó sẽ có làm bị gọi là thermal throttling không. Và bây giờ mình đang tải cái phần mềm Cinebench R20 để test điều đó. Cinebench R20 này, bây giờ mình sẽ bật cả XTU lẫn cả HW Info lên để có thể thấy được rõ hơn cái toàn cảnh của cái cuộc test này và liệu rằng cái tản nhiệt này có thể cân được chiếc máy này không. Đó, run rồi nhá. Đã bấm run rồi này. Ở đằng sau đây rồi. Ui.
Đây, mức nhiệt của mình đã bị tăng lên quá đà và đang bị thermal throttling ngay lập tức rồi. Và cái xung của nó đang chạy được khoảng tầm bao nhiêu đây? Hiện tại đang là nhiệt độ nó cũng không quá là nhiệt độ sau khi bị thermal throttling thì nó đã giảm xuống khoảng tầm 87 rồi. Nhưng mà nhiệt độ của toàn cái CPU thì vẫn đang ở khoảng tầm 100 độ C. Đang tốn khoảng tầm hơn 200 W điện đây. Và chúng ta sẽ đạt được con số là 9800. Có vẻ như là anh Tuấn Anh đã nói dối với chúng ta rồi. Cái tản nhiệt này không thể nào mà cân nổi. Mặc dù mình đã cho hết tất cả những thứ tốt nhất cho nó rồi. Mình đang cho nó hút những luồng gió mát nhất. Đằng sau nó còn là cái điều hòa cơ. Thế bây giờ mình thử chạy nó về cơ bản đi nhá. Tuấn Anh. Rồi, 4.9. Sau khi mà về cơ bản này thì các nhân của Pico khi mà hoạt động mạnh là 4.9 này, còn của E-Core là 3.9. Bây giờ mình thử test lại nhá. Run. Rồi, có vẻ như là nếu mà theo như là anh Tuấn Anh, có vẻ như anh Tuấn đã test ở trong cái chế độ là không optimize và không ép xung lên, chạy bình thường, chạy cơ bản. Và khi đó thì mức nhiệt độ của nó chỉ rơi vào khoảng tầm 93, đây 93 tới 96, khoảng tầm đấy. Và nó sẽ không bị thermal throttling, vẫn đang giữ ở mức 4.9. Thì đấy, nếu mà anh em chạy cơ bản thì cái tản nhiệt này có thể đỡ được và không bị quá nhiệt. Có một vài cái tản nhiệt mà chúng mình test ấy, tản nhiệt của nhiều các hãng khác 360 và vẫn không thể đỡ được cái CPU này ở mức mặc định cơ. Bây giờ chúng ta cùng chơi game nhá. Play. Rồi, thì mình đang ở trong Warzone. Thì bây giờ xem nào, mình sẽ graphic đúng không? Full screen này, 3080 này. Thì mình sẽ đây là độ phân giải là 2560 nhân với cả 1080, tức là độ phân giải 21:9 vải. Tiếp theo nữa xem còn là quality đúng không? Mọi thứ đang ở, xem mình cho hẳn normal này, hai này, tất cả đều mọi thứ đều khá là cao. Nhưng mà mình hiện tại đang không bật đúng rồi, mình đang không bật DLSS này. Nhưng mà mình sẽ không bật DLSS tại vì là những cái chiếc cảm hình thấp hơn thì mới cần bật DLSS. Còn mình là cảm hình cấp cao mà. Xem mình đang không bật ray tracing nhá. Mình hiện tại đang không bật ray tracing để test xem tựa game nó như nào nhá. Cảm hình hiện tại thì đang ở mức nhiệt độ khoảng tầm 67 gì đấy, 60 tới 70 độ và đang sử dụng 100% cảm hình này. Còn CPU thì trung bình, đây là CPU package thì hiện tại đang sử dụng là khoảng tầm rơi được khoảng tầm 50 mấy tới 60 độ C. Sau khi mà mình test tựa game Warzone thì thực sự đây là một bộ máy rất là mạnh, rất là khỏe với i9-2900K và các 3080. Khi mà mình chơi game ý, thì mức nhiệt mà cái CPU này tỏa ra cũng không quá là lớn, nhưng mà mình gọi là nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng tầm 56 đây này, 56 tới 60 độ thôi. Đấy, rơi vào khoảng tầm đấy. Và chỉ khi mà mình gọi là để stress test hoặc là mình render trong thời gian dài thì mức nhiệt độ của CPU này nó mới vọt lên quá là cao như vậy. Đồng thời thì cái trải nghiệm sử dụng của nó quá là tuyệt vời. Trong khi mà mình còn đang record, tức là thu màn hình nữa, thì CPU đây vẫn đang lải giải ở những cái mức này để mình có thể chơi và sử dụng một cách mượt mà nhất. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy mà hứng thú với cái sản phẩm này ấy, thì mình sẽ để đường link dưới mô tả nhá. Chúng ta sẽ có là card của Asus này, RTX 3080 Turbo này, phiên bản OC này, mainboard Z690G này, dành cho những ai mà chơi những vỏ cây MHTX hoặc là vỏ cây O11 Mini này. Còn nếu mà anh em cái vỏ đấy, nếu mà mình nâng cấp lên trên một cái main ATX ấy, thì chắc là khó mà có thể gọi là đạt một cái mức hiệu năng tản nhiệt như mình mong muốn ấy. Tại vì mình sẽ bắt buộc phải chuyển cái rad này xuống dưới này và sẽ thổi những cái gió nóng vào cái cạc này và sẽ khiến cho cái không khí càng lúc càng nóng hơn. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì bấm like và subscribe chứ nhỉ. Và thì cuối cùng thì xin rất cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.